Hello anh em đã trở lại channel của mình nha. Trước khi vô video anh em hãy nhớ like và subscribe và comment những ý tưởng cho mình biết nha. Hôm nay mình sẽ đi bản đồ kho báu. Mình đi tầng 109. Trước tiên mình vô mình test trước nha. Mình chỉ mặc một set khoảng là cái áo 10% tiềm năng sức mạnh, quần 6% sức đánh, găng thì một K6 rồi, K6 sức đánh, còn giày 10% tiềm năng, radar 10% tiềm năng, tổng cộng là có 30 rồi. Cải trang này được thêm 20 nữa, tổng cộng là mình được 50 đúng không? Mình bật cờ đen lên là mình sẽ được thêm 10% nữa. Mình cắm vệ tinh vô nữa sẽ được cộng thêm 20% nữa. Đấy, là cũng ít nhiều cũng phải là 80-90% rồi. Rồi mình đi mua bùa, mình test xong mình đi mua bùa. Đây rồi mình đi qua bà hạt mít mình mua bùa nha anh em. Chào mình tí, chắc bữa nay mình mua bùa x2 rồi bùa x3 với lại bùa sức mạnh thôi. Đi khoảng tầm hai mấy ngọc rồi, không có khi chưa tới luôn á, hai mấy à, 25 ngọc thì phải. Ồ, mình được bùa bức tử này ngon, khỏi cần phải mua luôn. 34 mình còn 9 ngọc, mình là mình dùng 25 ngọc nha anh em. Những người mà kiểu chơi không nạp như mình ấy, hãy cứ làm y chang mình luôn. Tiềm năng cũng cao phết, tại cái này cũng mình lần đầu mình đi nè. Lần đầu mình thử đi tiềm năng cao đó như vậy. Lúc trước mình chỉ coi video đây, mình đóng quay dừng 200k được không? Quá được luôn, 200k đấy anh em, không được. Ui mà hơi mạng hơi lắc, mình cắn cùng nổ luôn. Ui đấm cái này hình như mình phải 5k sức đánh góc thôi, 5k mình cắn cùng nổ vô cũng không được, mười mấy k mình đánh mới được như vậy nha. Cái này chắc cha thì nó kỳ lắm, mình bấm theo kiểm tra ngồi anh em mình phải kiểm tra đi. Phần trăm là 3 này, T là 9 này, 3 99 đúng không, còn cái kia là 1, kia là 7, mình bấm không vô phải không, em thấy ngộ không, nhũng nhiễu luôn. Đấy, chắc của anh bấm hoài luôn không vô. Đấy, anh em nào bị như vậy nhớ comment cho mình biết nha. Chơi tiếp đây, mặc dù không đuổi sùng dùng 200k một kiếp đấy, tuy là hơi ít nhưng mà nên không cảm nhận. Kiểu mình phải thành viên giữa tuổi buổi trưa xong rồi buổi chiều đi luôn, rồi buổi tối đi luôn, đi khoảng 2 bản đồ là được khoảng gần 7 giờ đường rồi. Tiếng mình đi hai bản đồ là ngon rồi.
chết lắm. Nó hình như chó. Bây giờ mình đấm cho nó phê. Hấp ảnh nó lắc kìa. Đây, đấm này. Úi xồi, đấm vô đây. Úi xồi. 220k gần. Ui, được nha. Chắc mình đừng sức đánh lên nữa, mới ngon nữa. Giờ chưa nâng đủ. Úi, lượng vàng hai mấy k lần. Cắp để tên em ơi. Đây, đừng chưa, đừng chưa. Này, đừng tên này. Cắp thật xa, nó có vô hồng. Này, mình đừng sức đánh lên nè. Lắc lên. Chơi vậy chơi đủ thôi. Hãy quên 240k rồi. Ủa 230. Thank God that the brothers on the rise now. Vô đâm nó biết nói vậy. Đây, để nó lấy tiền năng. Nó chơi trên, trên nhà KO. Đẹp. Đâm cho lấy hết tiền năng trên KO. Anh trẻ, không hiểu luôn. Sao thế? I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Ghét mà khách cha, nó không tận 10 phút hơn. Flow like water, so I'm going mainstream. Một dòng mà anh chết. I'm going mainstream. Mainstream. Chán quá. Flow like water, so I'm going mainstream. Lâu lâu mình đánh chết anh của mình vậy rồi. Cái này kiểu cần ai sẽ gia cháu rồi mà. Cho nó vô nhiều. Ủa kiểu tới khúc này hình như là thanh niên kia đi hết rồi. Kiểu nó hay mình đắm mắt quá. Quảng đồ, quảng đồ đỏ mình đắm một quảng 4-5 triệu. Ít lắm. Quảng đồ này giờ mình đắm còn khoảng 200k nữa không. Chỉ cần khoảng 2 xe da. Chứ một mình đắm thôi. Nhưng anh mình hưởng ké. Còn mỹ kia như là trái đất đi vô cho ké heo. Cho đi, cãi nó đi. Mày nào mát hay ít quá là đi chỗ khác à. Hay cho trái đất vô hưởng ké. Quỷ trái đất hưởng ké mà nó treo không á nè. Các bạn mình đóng nó chết hoài à. Chết liên tục luôn. Này, còn khoảng 1 phút nữa thôi nè. Này mình hết vệ tinh nhưng mà mình đứng 200k nha. Có mình tuyển nào mát vô chắc chắn phải ở trên rồi. Để trên 250k 250k một hit. Ngon lắm đấy. Lần sau mình đầu tư cái F4 luôn. Nhìn gửi bạn này. Mình hỏi được bao nhiêu. Hỏi gửi bạn mình đóng. Hồi đó kiểu hay bị nóng ấy. Hết chồng cái chữ. Úi trời. Đừng đê. Úi đúng, úi đúng, úi đúng. Bị hết buồn. Đám lần được khoảng gần 300k. Chỉ được hơn 700 triệu là ngon à. Mình được khoảng 900 mấy à. Mũi nguyên. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Put it cause I know I'm coming with it. You was sitting, you were wishing I was handling my business. Thank
God that the brothers on the rise now.